Quý vị, chúng ta cùng hướng ngay mắt của mình về sân khấu và cùng đến với một bài nhảy tiếp theo, cũng là bài nhảy thứ ba của các bé trong câu lạc bộ Liên Hoa Zumba của quê hương chúng ta, với một bài nhảy dựa trên nền nhạc. Trân trọng mời quý vị cùng thưởng thức và không quên dành tặng một tràng pháo tay thật lớn nữa để đón chào các thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Sugar free. Sugar free.